quay cho mọi người cây chanh đào. Cây chanh đào hàng Thanh Lý rất là rẻ, rất là bình dân thôi. Rất là bình dân. Chanh đào đó là cái chanh quả của nó ruột màu đỏ, khi chín quả của nó ruột màu đỏ. Là cái dòng chanh mà người ta thường thu mua để sản xuất cái món chanh đào ngâm mật ong này, để dùng để ngâm chanh đào ngâm mật ong ấy. Cách đây 2-3 năm mà nó giống cực kỳ hot hit luôn, giá trị đem lại giá trị kinh tế cao. Một cân chanh đào cách đây khoảng 3-4 năm ấy, nó rơi vào khoảng 45.000 đến 50.000 một cân. Thời điểm đấy chanh ta thường nó chỉ 20.000 một cân thôi. Cái thời điểm mà lúc mà chanh đào sốt ấy thì chanh ta nó rơi vào khoảng 20.000 một cân chanh. Chanh ta còn chanh đào vào rộ vụ rộ nó thì nó rơi vào khoảng 45-50.000 một cân, mà tranh nhau mua không có mà bán luôn. Đây là cây chanh đào to này. Đến thời điểm này thì chanh đào nó lại rẻ. Ngày trước thì nó chanh đào nó đắt nhất nhá, trong các là nó kiểu cây cối này, là nó không cây cối là cái hàng mà không thể nói trước được. Giống như nhiều bạn cứ hỏi mình là cây này, hôm nay có một bạn hỏi là cây dâm bụt vàng ca.